Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày nhiều niềm vui và sự tươi mới trong cuộc sống. Cái vùng thứ nhất tôi gọi là vùng thư mục hay là vùng folder. Vùng folder này nằm ở trong phần inbox này. Thì phần folder này chúng giống y hệt như là folder ở trong máy tính. Chúng ta có thể đổi tên, chúng ta có thể là setup những cái folder lớn, trong những folder lớn có những folder nhỏ và trong những folder nhỏ có những folder nhỏ hơn. Giả sử ở đây là tôi làm nhiều dự án, cho nên là cái folder lớn tôi để là dự án Daman chẳng hạn. Trong dự án Daman tôi có các folder nhỏ là những người ở trong dự án đó. Giả sử đây là Nam, đây là Danh, đây là Toàn, đây là Tính. Thì những cái folder những người này ấy, họ lại quản lý những cái gói khác nhau, thì tôi sẽ tạo ra những cái folder nhỏ hơn, ví dụ như Nam này, ví dụ folder nhỏ hơn là PAA178 này chẳng hạn. Giả sử Nam đây đang quản lý 3 gói, Danh quản lý 3 gói, Toàn quản lý 2 gói và Tính quản lý 8 gói. Thì cái việc rất quan trọng là trong cái phần folder này là chúng ta set up cái rule, hay còn gọi là dịch ra tiếng Việt là set up cái nguyên tắc để email đến đúng những folder mình cần email đến. Giả sử như là ở đây thì có cái thứ nhất là chúng ta set up rule cho người theo địa chỉ email cụ thể. Giả sử đây tôi muốn là cái email là địa chỉ email là nam.phung@btc.com.vn này sẽ đến cái thư mục Nam này. Tôi sẽ vào room, tôi chọn list room, tôi chọn new room. Ở đây là có phần move message from someone to a folder, có nghĩa là cái email mà của người gửi đến chúng ta có địa chỉ email sẽ vào một cái folder mà được chúng ta set up cụ thể. Giả sử đây là đây, chúng ta sẽ vào People or Public Group. Chúng ta đánh là sử email đây. Đây chẳng hạn. Đó, chúng ta đánh địa chỉ email nó vào. Tôi có sẵn cái contact list email rồi. Nếu không các bạn sẽ phải đánh trực tiếp email vào đây. Chúng ta chọn OK. Và đây là Specific Folder. Chúng ta chọn cái folder cụ thể chúng ta muốn email vào folder đó. Giả sử như đây là Inbox, chúng ta chọn Daman và trong Daman là con Nam, chúng ta chọn OK, chúng ta next, chúng ta chọn Run, chúng ta chọn Finish, chúng ta Apply, OK. Thì khi mà tôi gửi email đến địa chỉ email này chẳng hạn, thì giả sử đây. Thì tất cả những email mà có địa chỉ email này, đây giả sử đây là tôi gửi cho chính tôi, cho nên là tôi sẽ biết được email đến cái thư mục, tôi đã tự test email cho đến thư mục đó. Giả sử đây tôi send này, thì cái email có địa chỉ email Nam Phùng này sẽ đến cái folder Nam này. OK. Và cái thứ hai là chúng ta set up cái rule cho tên thư mục. Cho tên thư mục, giả sử đây là trong Nam này có cái gói PAA178 này. Tôi muốn set up cho tất cả các email mà có tiêu đề là PAA108 này sẽ vào trong cái folder này. Tôi vào rule, tôi chọn manage rule. Tôi chọn cũng tương tự như vậy, tôi chọn new rule. Nhưng mà ở cái chỗ này chúng ta sẽ xuống cái thứ hai, đó là move message with specific word in the subject to a folder, có nghĩa là cái email sẽ được gửi đến cái với tiêu đề, với cái từ tiêu đề cụ thể sẽ đến một cái folder mà chúng ta sẽ set up cái cụ thể folder đó. Giả sử như cái specific word từ cụ thể là chúng ta muốn đến PAA178, chúng ta add vào, chúng ta chọn OK. Và đây đến cái specific folder cụ thể. Đây là trong cái phần của Nam, cho nên là chúng ta sẽ vào đây. Chúng ta chọn PAA178, chúng ta chọn OK. Chúng ta chọn Next, cũng tương tự như bước lúc nãy.
chúng ta chọn Run, chúng ta Finish, chúng ta Apply, chúng ta chọn OK. Đây, giả sử như là chúng ta gửi email cho A về chẳng hạn, PA178 chẳng hạn. Đây, chúng ta gửi thì tất cả email chúng ta gửi với tiêu đề là PA178 này sẽ đến cái mục folder này, PA178 này. Thì ở trong cái phần này chúng ta cái phần là setup rule cho theo tên thư mục này, thì chúng ta chú ý là chúng ta khi chúng ta setup email thì chúng ta phải đánh đúng cái tên tiêu đề giữa PA178 này. Hoặc là khi mà người khác mà gửi email đến chúng ta mà chúng ta thấy là cái đấy tiêu đề nó sai mất cái thư mục ta muốn email vào đó, thì chúng ta lúc đáp lại lại chúng ta có thể sửa tên tiêu đề ra giả sử PA178 và chúng ta đáp lại send lại, thì trong quá trình giao tiếp email sẽ cái email sẽ được nhảy vào cái thư mục PA178 này. Đó là cái chú ý thứ nhất. Cái chú ý thứ hai là vì chúng ta setup theo cái người theo địa chỉ email cụ thể và tên thư mục, do đó mà có thể là cái email sẽ nhảy vào đây hoặc vào đây, cho nên là chúng ta chú ý là chúng ta muốn email vào cái thư mục nào thì chúng ta setup cho nó đúng. Còn cái chú ý thứ ba là chúng ta khi mà chúng ta setup cái kiểu thư mục như này thì khi những email tới chúng sẽ vào những trong đây, trong những mục thư mục nhỏ rất sâu, cho nên là chúng ta nhiều lúc chúng ta có thể bỏ lỡ không đọc email. Do đó chúng ta lên setup cái phần favorite unread mail này, cái mục folder unread mail này, có nghĩa là những email chúng ta chưa đọc ấy, nó nằm ở trong vùng tự động nằm ở trong vùng search folder này. Chúng ta vào search folder đây, giả sử chúng tôi remove đi from favorite chẳng hạn. Đây, chúng ta lên favorite, chúng ta không thấy cái thư mục unread folder nữa. Nhưng chúng ta vào đây, chúng ta show in favorite, chúng ta thấy cái thư mục unread email trên cái folder này. Cái việc này thì rất là tốt khi chúng ta chỉ cần nhìn vào đây, chúng ta biết là những email nào chúng ta chưa đọc, chúng ta rất dễ quản lý email mà chúng ta không bị bỏ lỡ email. Thì email chúng ta nhận hoặc gửi đi là một dạng thông tin. Việc mà chúng ta phân loại thông tin một cách khoa học, giữ lại những thông tin cần thiết, bỏ qua những thông tin không cần thiết, và quan trọng là việc truy xuất email nhanh sẽ giúp chúng ta quản lý hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Nên là việc quản lý email rất là quan trọng cho việc chúng ta tiết kiệm thời gian. Và có một câu mà tôi rất thích, đó là anything you can do, you can do it better. Có nghĩa là bất cứ thứ gì bạn có thể làm, bạn có thể làm tốt hơn. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã xem.